lại đang trong cái thời điểm mà lại dịch bệnh như vậy, và nó không thể nào mà tránh khỏi được cái việc đó. Mọi người đeo đó cũng là một cái phòng thủ của mọi người. Em nghĩ nói chung là bây giờ là như thế là mọi người đang biết để bảo vệ bản thân. Thật ra là em rất là vui tại vì sản phẩm Vân Tẩy mới được ra mắt vào tối hôm qua ngày 11 tháng 2 năm 2020 thì đã nhận được tình cảm cũng như là sự ủng hộ rất là nhiều quý vị khán giả và các khúc, thì đó là một cái niềm vui của Đức Phúc, riêng Đức Phúc và cũng như là cái ekip của mình. Và thực sự rằng là trong gọi là mọi người cứ nói vui như này, mọi người trong ekip cứ nói vui rằng là thực sự là trong cái thời điểm hiện tại rất là nhiều những cái thông tin tiêu cực đến từ cái dịch bệnh, và cũng là rất là nhiều những cái ca khúc mà hơi buồn một chút xíu về tình yêu buồn, thì tự dưng lại có một cái điểm sáng hơn cả yêu này đem đến quý vị khán giả, cũng là với một cái thông điệp tình yêu ý nghĩa muốn lan tỏa đến tất cả mọi người từ ca khúc đến nội dung của music video, thì chỉ có như là một cái gọi là để sốc lại tinh thần của tất cả mọi người sau những cái thông tin quá là tiêu cực, để chỉ mong là nó sẽ đúng được như vậy, nó sẽ đúng được như vậy, và cũng như là nó sẽ chạm đến trái tim của tất cả mọi người khi sau khi mà xem và cũng là nghe xong sản phẩm Vân Tẩy. Thực ra thì là em có đọc một cái comment của cái bạn này mà em thấy rất khá là hay, là bạn nói rằng là thực sự là nghe xem xong music video và cũng như là nghe xong bài hát Hôn Cả Yêu thì bạn cảm thấy rất là hạnh phúc, mặc dù là từ trước đến giờ là bạn chưa yêu ai bao giờ và bạn vẫn có được cái cảm xúc hạnh phúc riêng của trong mình. Thì em mới thấy rằng là cái sản phẩm Hôn Cả Yêu lần này khi mà Đức Phúc cho ra mắt, cái ý nghĩa của nó còn lớn lao hơn rất là nhiều. Nó là tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình và tình yêu gọi là không phân biệt bất cứ hoàn cảnh nào. Thì nên là đó là lý do vì sao mà em nghĩ là cái sản phẩm Hơn Cả Yêu trong đêm qua nó lan tỏa nhiều đến như vậy, thì rất là vui vì cái điều đó. Chắc chắn là sẽ vẫn luôn đón năm, mọi năm thì là đón Valentine với cả FC của mình, còn năm nay là dịch bệnh nên là hủy hết show ở nhà. Bây giờ ra kiểu chỉ mong một cái sân khấu mà kiểu để sớm sớm để hát live ca khúc thôi đấy, mà cuối cùng về tiệm mãi không có, tự về nhà đóng cửa hát mình hoặc là rủ thêm bạn bè đến ngồi rồi nghe xong vỗ tay. Có thể nhận thấy cái bài này của chúng tôi và nhân dịp Valentine cũng sắp đến, mà không muốn gửi lời chúc đến tất cả quý vị khán giả của VBIT 25 sẽ có một mùa Valentine thật là hạnh phúc bên người mình thương, và cũng như là sẽ có một mùa Valentine hơn cả yêu, và cùng đón xem hơn cả yêu và cũng như là chia sẻ để ủng hộ cho Đức Phúc. Em hỏi thêm một tí xíu ạ, dạ với cái tình hình bệnh đó thì anh biết là họ đã nhận được lịch trình gì của Đức Phúc và công bố À, nó ảnh hưởng em nghĩ là khá là nhiều đấy. Nó ảnh hưởng em nghĩ là khá là nhiều tại vì rằng là gọi là sao là được 1, 2, 3, 4, 5 trước mắt em nhớ là đã 7 show diễn ở trong tháng 2, là đã có trong đấy là có 3 show là bị hủy, bị cancel vì do dịch bệnh, còn 4-5 show là sẽ rời lịch sang tháng 3, đấy là gọi là rời lịch mà còn đang chưa biết cái ngày chính xác là như thế nào. Đó thực sự là nó là một cái ảnh hưởng rất là nhiều, mà em nghĩ rằng là trong cái thời điểm này không chỉ riêng anh chị em nghệ sĩ bị ảnh hưởng, mà tất cả mọi ngành nghề đều bị ảnh hưởng thôi. Nó làm cho gọi là trì trệ lại cái nhịp sống của chúng ta thường ngày, nên là chỉ mong sao là sẽ nhận được những cái thông tin mới hay những cái thông tin tích cực về cái dịch bệnh này hơn, để sớm có thể là cái dịch bệnh này có thể hết sớm để mọi người có thể quay trở lại cái công việc cách bình thường nhất như mọi khi. Giả dụ như cái dịch bệnh này sẽ kéo dài hơi lâu đi thì Đức Phúc có những kế hoạch phát triển âm nhạc của mình như thế nào, không còn cái đợt quá nhiều. Thực ra đây là tao nhiên hy vọng đây nó là giả dụ thôi nhá, đừng có mà là thật là được. Thì rất là sang ơi cầm hộ mọi thế không. Thực ra là chỉ mong rằng là em thực ra là cái dịch bệnh này nó đến một cách rất là tự nhiên, mà thực sự em nghĩ rằng là chắc là mọi người cũng không thể trở tay kịp đâu, không có một cái kế hoạch nào mà có thể trở tay kịp với cái điều đến năm đến một cách bất ngờ như vậy. Thì cũng chỉ mong là coi như là gọi là
dùng cái từ nào là tùy cơ ứng biến, dùng cái từ là tùy cơ ứng biến. Thực ra là đối với Đức Phúc từ trước đến giờ thì Đức Phúc vẫn luôn có một cái quan niệm là cứ để tự nhiên mọi thứ đến, đến mình đón nhận và mình bắt đầu giải quyết. Mà còn đối với cái thông tin quá là tiêu cực này thì cũng chỉ muốn gọi là chỉ bật đẹp nó ra luôn, bất tỉnh chỗ khác, sớm biến khỏi, đừng có làm mọi người phải gọi là buồn đau gì nữa. Đức Phúc là một trong những nghệ sĩ đầu tiên ra sản phẩm trong cái năm 2020 mà lại là một cái khúc rất là vui nữa, bạn đi hát đã nghe được cái khúc buồn thì mới là hot, nhưng mà cái khúc này rất là vui, rất là lãng mạn, nhưng mà đang được khán giả đón nhận rất là nhiều, thì không biết là định hướng của bạn trong năm 2020 có phát triển giống như nào? Trong năm 2020 này Phúc có chia sẻ, Phúc có nói rằng là năm 2020 này sẽ là một cái năm thay đổi. Thì là với sản phẩm đầu tiên là Hơn Cả Yêu thì là một sản phẩm mà nó cái mood của nó tươi hơn và nó là một cái bài hát mà gọi là một cái bài hát hạnh phúc, đúng nói đúng như vậy. Nên là tất cả những cái sản phẩm về sau có thể nó cũng sẽ theo cái nhịp như vậy. Bởi vì năm nay thì là năm ngoái đã hát những cái ca khúc buồn rồi, và năm nay thì cũng hy vọng rằng là làm sao để có thể đem được những cái năng lực tích cực, và đặc biệt là những cái nguồn năng lực nào mà khiến tặng có thể chặn quyền trái tim của những khán giả thì càng tốt. Thì với Hơn Cả Yêu như vừa ra mắt ở trên mùa ba thì may mắn chặn được trái tim của tất cả quý vị, hy vọng rằng là năm nay hy vọng rằng là Hơn Cả Yêu sẽ đấy. Chị có thể lên đây luôn hả? Dạ, chị có thể lên đây. Cũng chỉ hy vọng là tất cả những sản phẩm năm nay của Đức Phúc thì các bạn sẽ được đón nhận trên đây. Dạ, có thể là sẽ có. Đây là một cái bất ngờ, có thể là sẽ có đúng như chị nói. Và nó có thể bán ra vào giữa năm. Cảm ơn chị. Cảm ơn quý vị. Chứ còn sorry, rồi em lại vào bên trong. Ok. Sorry. Hôm nay mặc đồ cặp với Eric hả Đức Phúc? Tình cờ đấy. Tình cờ. Tình cờ mà giống thế.